Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể tháo lắp và thay thế được cái bàn phím cho cái laptop Acer 5732 này ha. Thì đầu tiên các bạn phải tháo pin ra cho mình ha. Sau khi tháo pin thì các bạn hãy lật cái mặt trước của máy. Các bạn sẽ dùng một cái cây nậy như thế này này. Các bạn đưa vào cái cạnh này, các bạn nậy cái nắp của nó lên cho mình nhé. Bên này cũng vậy. Sau đấy thì các bạn dùng tay cũng được. Các bạn cậy lên nhẹ nhàng thôi ha. Ở dưới nó có những cái lẫy á. Cẩn thận không nó gãy. Ok. Đây là cái bàn phím này. Các bạn sẽ kéo nó lên ha. Ở đây nó có cái cọng cáp này, nhưng mà nó bị xuất ra rồi. Thì nếu mà các bạn mở ra nó đang trong này thì các bạn rút cọng cáp này ra nhé. Giờ mình sẽ thay một cái bàn phím mới cho nó ha. Các bạn đút vô ha, đút vô rồi các bạn sẽ nhấn cái lẫy này để khóa nó vào nhé. Các bạn gạt. Ok. Sau đó các bạn gắn lại cái phần mặt nạ này ha. Các bạn để đúng vị trí. Sau đó các bạn ấn những cái lẫy ở phía dưới xuống. Vậy là xong. Các bạn gắn pin lại và mở máy kiểm tra ha.